có gì mới trên iOS 15 Beta 3. Xem ngay bản tin Hi News ngày hôm nay các bạn nhé. Bản tin Hi News ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Apple phát hành iOS 15 Beta 3, lộ diện 4 màu sắc sang chảnh của iPhone 13 series, ứng dụng y tế thành phố Hồ Chí Minh hữu ích mùa dịch, Apple đặt mục tiêu sản xuất 90 triệu iPhone 13. Chỉ 3 tuần từ khi mà ra mắt iOS 15 Beta 2 thì mới đây Apple đã chính thức phát hành iOS 15 Beta 3. Đây là một bản thử nghiệm để dành cho những nhà phát triển hoặc là những người dùng trải nghiệm thử. Và chính vì vậy cho nên là trên bản cập nhật này sẽ có rất nhiều tính năng mới. Đầu tiên là màn hình giới thiệu mới trên App Store, cửa hàng sẽ hiển thị tất cả các tính năng mới như sự kiện trong ứng dụng hoặc trò chơi tiện ích. Với iOS 15 Beta 3, nhà táo đã mang đến một bản cập nhật sửa lỗi và giao diện cho Safari. Apple cũng đã giới thiệu tính năng mới có tên là Live Tech. Để phân biệt rõ hơn thì Apple đã thêm một biểu tượng mới cho tính năng Tech From Camera. Focus Mode là một trong những tính năng mới nhất trên iOS 15, Apple đang tinh chỉnh trước khi phát hành bản ổn định. iOS 15 Beta 3 mang đến một số thay đổi cho Focus Mode như là đồng bộ hóa màu văn bản với giao diện, thêm các biểu tượng mới. iPhone 13 series thì sẽ được ra mắt vào tháng 9 này và thậm chí nhiều người tin chắc rằng nó sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 9. Bên cạnh cái việc là có 4 model đó là iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì màu sắc cũng là một việc mà rất được quan tâm ở trên những mẫu iPhone này. Và 4 màu mới đã được lộ diện, đó là những màu gì các bạn hãy xem ngay nhé. Theo Apple Tomorrow thì những chiếc iPhone 13 series sẽ được ra mắt với những màu là trắng ngọc trai, màu hồng, màu vàng hoàng hôn và màu đen mờ. Dựa trên các hình ảnh rò rỉ thì màu Sunset Gold sẽ hơi tối hơn so với màu gold ở bản tiền nhiệm. Trong khi đó thì màu hồng lại khá giống với là iPhone 7 series. Apple được cho là sẽ ra mắt hai tùy chọn màu mới, đó chính là đen mờ và trắng ngọc trai. iPhone 12 hiện tại có tất cả là 6 màu, kể cả màu tím mới ra mắt, trong khi phiên bản Pro và Pro Max thì chỉ sở hữu 4 màu sắc. Hiện chưa rõ 4 màu trên có giới hạn cho các mẫu iPhone 13 Pro trở lên hay không. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này việc khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe cũng như là diễn biến của dịch Covid-19 là một vấn đề vô cùng được quan tâm. Chính vì vậy cho nên là những nhà phát triển phần mềm đã giới thiệu một ứng dụng có tên là Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Và ứng dụng này thì sẽ giúp truyền tải các thông tin cũng như là kết nối giữa người dân và những cơ sở y tế cũng như là cơ quan chức năng. Ứng dụng Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang có sẵn trên hai kho ứng dụng là CH Play và App Store. Người dân chỉ cần tải về, đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân là có thể sử dụng. Giao diện của Y tế thành phố Hồ Chí Minh khá là trực quan, từ màn hình chính người dùng có thể chọn mẫu khai báo y tế khi đến bệnh viện hoặc cơ quan công sở. Ngoài ra ứng dụng còn có thêm tính năng quét QR code để khai báo và đánh dấu điểm đến. Tính năng đáng chú ý nhất trên ứng dụng này là trả kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng mã QR. Để xem kết quả xét nghiệm, người dùng đăng nhập vào phần thông tin của tôi, mã QR và kéo xuống mục kết quả xét nghiệm COVID-19. Thông tin xét nghiệm được hiển thị dưới dạng mã QR. Nếu như vào năm ngoái, thế hệ iPhone 12 đã gặp phải tình trạng khan hiếm hàng hóa do chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì dường như năm nay, Apple đã tìm ra được lời giải cho bài toán đó. Theo tờ Bloomberg, thì Apple đã sẵn sàng để nâng sản lượng sản xuất của mình cho thế hệ iPhone 13 lên 90 triệu chiếc vào năm nay. Bất chấp sự thiếu hụt chip toàn cầu thì chuỗi cung ứng của Apple vẫn không bị ảnh hưởng và các đối tác quan trọng như TSMC đã lên kế hoạch đặt hàng trước. Apple đang trên đà phát triển mạnh mẽ kể từ ngày phát hành iPhone 12 vào năm ngoái. Công ty có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc người dùng nâng cấp lên smartphone 5G khi dòng iPhone thế hệ mới xuất hiện. Tuy nhiên, mức tăng trưởng dự kiến trong giai đoạn sản xuất ban đầu bị lệch do iPhone 12 ra mắt muộn hơn bình thường so với năm ngoái, trong khi iPhone thế hệ tiếp theo được phát hành sớm hơn với lịch trình cuối tháng 9 thông thường. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin Hi News ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào với những thông tin công nghệ ngày hôm nay của chúng mình? Hãy để lại bình luận và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video từ thế giới di động. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!